Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng các đồng chí đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu. Tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí những nội dung đáng chú ý sau đây. Sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 và chỉ thị 04 của Bộ Công an. Công an tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tràm sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Hội nghị triển khai những tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự đối với cơ sở giáo dục. Số thông tin về tình hình an ninh trật tự trong tuần. Phóng sự, ý nghĩa của hoạt động tri ân, mắt sáng người cao tuổi. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết chỉ thị số 04 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện công an các đơn vị địa phương, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Trong 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện chỉ thị số 04 của Bộ Công an, lực lượng công an toàn quốc đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, xây dựng nhiều kế hoạch học tập chuyên đề và sinh hoạt chính trị hàng năm trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch nhằm phối hợp giám sát lực lượng công an nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy. Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, các cuộc thi tìm hiểu về 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, xây dựng và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ học tập rèn luyện tu dưỡng, chấn chỉnh những nơi chưa làm tốt, xử lý nghiêm những vi phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 04 của Bộ Công an, cấp ủy lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo bằng những việc làm rất thiết thực cụ thể hàng ngày trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Hồ Tràm tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Walter Power, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dự án Hồ Tràm, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Walter Power, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dự án Hồ Tràm, ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Công tác đăng ký, quản lý lưu trú cho khách du lịch trong và ngoài nước, đăng ký quản lý người lao động theo đúng quy định pháp luật, thường xuyên trao đổi, nắm bắt xử lý kịp thời các thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự nói chung và công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực du lịch nói riêng, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, hoạt động rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong casino, công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo tốt không để xảy ra cháy nổ. Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý, tăng cường phối hợp tuần tra đảm bảo công trình quan trọng của dự án Hồ Tràm trong các dịp cao điểm lễ Tết, các sự kiện chính trị của đất nước, tổ chức các buổi tuyên truyền đến các bộ phận và toàn thể nhân viên thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam, nhất là quy định quản lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, lao động tại Việt Nam, thông tin tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động phạm tội để công ty chủ động trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dự án Hồ Tràm đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian qua.
Cũng trong ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai thông tư số 124 và quyết định số 510 của Bộ Công an về khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Đại tá Lý Xuân Cường, trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, thông qua một số nội dung cơ bản, trong đó chú trọng các tiêu chí để được công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn, an toàn về an ninh trật tự. Theo đó, các cơ sở giáo dục trường học cần tham mưu cho các cấp ủy đảng xây dựng các nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nghị quyết lãnh đạo hàng năm. Các cơ sở giáo dục trường học có kế hoạch và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Có nội quy, quy định bảo vệ cơ sở giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng chống cháy nổ, tăng cường quán triệt các nội dung nêu trên cho cán bộ, người lao động, công nhân viên, người dạy, người học. Có ít nhất một mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả. Bên cạnh đó còn có những tiêu chí khác như có kế hoạch phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, có mô hình tự phòng, tự quản trong nhà trường, ký túc xá, nhà trọ, không để gây rối, biểu tình, khiếu nại trái quy định, không để xảy ra tội phạm, tệ nạn và bạo lực học đường, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn về an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo đó, phường Phước Trung phải bảo đảm hoàn thành tốt 22 chỉ tiêu theo quyết định số 5754 của Bộ Công an. Trong đó, hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường phải được đánh giá là tập thể làm tốt công tác tham mưu đề xuất, quan hệ phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chi bộ Công an phường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Công an phường được công nhận là đơn vị văn hóa gương mẫu, chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân. Tập thể và từng cá nhân đảng viên, cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ trong xây dựng lực lượng và thực hiện các phong trào nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm địa bàn an toàn về an ninh trật tự. Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng thí điểm, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể phường nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, xứng đáng là đơn vị điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Dương Chí Trung, 32 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Trung đi lang thang trên khu vực phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ thì thấy một căn nhà đang sáng đèn. Đối tượng này lén đột nhập vào trong thì phát hiện một xe máy hiệu Honda E-Black có chìa khóa cắm trên xe. Trung liền dắt chiếc xe ra ngoài rồi nổ máy tẩu thoát. Chiếc xe trộm được Trung đem về phòng trọ cất giấu, đồng thời lục trong cốp xe được 9 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an thị xã Phú Mỹ tiến hành truy xét nhanh và bắt giữ đối tượng Trung tại khu vực phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Trung khai nhận trước đó vừa chấp hành xong án phạt tù 12 năm, tội cướp tài sản nhưng do hết tiền tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng nên đã ra tay trộm cắp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5, Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ hai đối tượng Trần Ngọc Cát, 28 tuổi và Đoàn Thanh Liêm, 28 tuổi, cùng trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 5, Trần Ngọc Cát đã mua một gói ma túy tổng hợp dạng đá của một người phụ nữ tên Lan, chưa rõ lai lịch, với giá là 1 triệu 500 ngàn đồng. Sau khi mua xong, Cát đem chia số ma túy trên thành 11 ống nhỏ, cất trong người, đồng thời rủ Liêm đến một nhà nghỉ trên địa bàn để cùng sử dụng ma túy. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5, hai đối tượng này bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện, đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua ma túy rồi chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện. Trần Ngọc Cát là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2019 và bị xử phạt 3 năm tù giam. Sau khi ra tù không lâu, đối tượng này lại ngược quen đường cũ, tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm tri ân đối với cán bộ lão thành cách mạng và người có công, gia đình chính sách, cán bộ công an hưu trí và thân nhân lực lượng công an tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 19 và 20 tháng 5,
tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4, địa chỉ 28-30 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Công an tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn tổ chức chương trình Mắt Sáng Người Cao Tuổi. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc của Công an tỉnh tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4 trong thời gian qua. Chương trình Mắt Sáng Người Cao Tuổi là một hoạt động thiện nguyện được phối hợp tổ chức bởi Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn. Từ khi thành lập đến nay, công tác khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4 thuộc Công an tỉnh luôn chú trọng hướng đến nhóm đối tượng là cán bộ công an hưu trí, người cao tuổi trong và ngoài lực lượng. Do đó, hoạt động khám, tầm soát và tư vấn điều trị các bệnh về mắt đối với các bệnh nhân lớn tuổi là một hoạt động cần thiết, ý nghĩa vào đúng ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 vừa qua. Chương trình này mục đích là tri ân những các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các chiến sĩ công an, những người có công cách mạng chúng tôi muốn góp một phần sức để phục vụ đem lại cái chất lượng sức khỏe, thăm khám cho các cụ và tư vấn những bệnh lý liên quan về mắt. Chúng tôi đưa những cái trang thiết bị máy móc khám và cái quy trình khám chuẩn. Qua đây chúng tôi thấy là các cụ bị rất nhiều bệnh lý về mắt, chẳng hạn như chúng tôi có thể phát hiện là cụp khô, hay là bệnh thoái hóa hàng điểm, hay là bị glaucom. Thì những cái trường hợp đó chúng tôi đã có những cái tư vấn để có thể điều trị chuyên sâu hơn. Chương trình khám mắt miễn phí dự kiến tổ chức trong 2 ngày, nhưng từ sáng sớm ngày 19 tháng 5, rất đông bệnh nhân đã có mặt để được thăm khám và tư vấn chữa bệnh. Trong đó, có những bệnh nhân là người cao tuổi, lão thành cách mạng đang cư trú trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trong điều kiện sức khỏe hạn chế, một số người đi lại rất khó khăn. Việc được tư vấn, thăm khám ngay tại địa phương với điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo. Người thăm khám là các bác sĩ uy tín của bệnh viện chuyên khoa từ thành phố Hồ Chí Minh tới là một điều kiện hết sức thuận lợi, được không chỉ bệnh nhân mà cả các thân nhân đón đợi. Cái việc làm này rất có ý nghĩa vì đây là cái buổi tầm soát phát hiện bệnh miễn phí để phục vụ cho cái việc phòng và chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Nó tạo cái niềm tin tưởng của cán bộ chiến sĩ đã nghỉ hưu cũng như là gia đình cán bộ chiến sĩ và những người có công rồi những người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thêm tin tưởng vào cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái việc mà chăm lo sức khỏe đời sống nhân dân nói chung cũng như là chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đã sau thời gian phục vụ ngành công an đã nghỉ hưu. Sau khi được bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán các bệnh liên quan, các bệnh nhân được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe mắt và tư vấn phương hướng điều trị. Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác thăm khám, chăm sóc sức khỏe của các bệnh nhân, Công an tỉnh cũng đã phân công đoàn viên thanh niên tham gia công tác hướng dẫn, hỗ trợ các bệnh nhân đến khám. Nhất là với những người bệnh cao tuổi, có bệnh mãn tính, đi lại khó khăn. Với việc tổ chức chu đáo, thái độ tiếp đón ân cần, chương trình Mắt Sáng Người Cao Tuổi đã được đại đa số bệnh nhân, thân nhân ghi nhận hài lòng. Dạ, bác sĩ thì cũng tư vấn khám cũng nhiệt tình. Bây giờ thì ba em đang chờ để khám tiếp theo, phần tiếp theo. Nếu mà khám ở trên thành phố thì đi lại ba em khó khăn. Nói chung người già rồi đi lại rồi ăn uống nhiều cái nó cũng khó khăn. Thì được tổ chức tại ở thành phố Vũng Tàu này mà được ba em được đi khám là cái điều đó cũng may mắn. Đỡ vất vả hơn cho những người con như bọn em. Nếu mà được như thế này được thường xuyên là lâu lâu có những dịp này thì rất sẽ là rất là tạo điều kiện cho những người mà ví dụ như là ta khó khăn về đi lại, khó khăn về phương tiện rồi khó khăn về vật chất để đi đến những cái nơi mà người ta được hài lòng á, thì nếu mà được có những cái buổi như thế này hoặc những cái việc khác thì đó là một việc rất là có ý nghĩa cho những người dân và những người cán bộ hay là những người con em trong ngành hay là tại những người dân bên ngoài. Thế mình thấy cảm thấy là rất là hài lòng. Trong 2 ngày diễn ra chương trình Mắt Sáng Người Cao Tuổi, đã có hơn 900 bệnh nhân đến thăm khám và được tư vấn, hướng dẫn điều trị, chăm sóc các bệnh về mắt. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và nhân dân, hoạt động khám mắt miễn phí là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn, được phối hợp tổ chức trong thời gian qua tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4. Trước đó,
Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy để tổ chức khám, chẩn đoán, chữa bệnh thuộc các chuyên khoa ngoại tổng quát, nội tổng quát, nội tim mạch, nội cơ xương khớp, nội tiêu hóa, nội thần kinh, nội tiết, tai mũi họng. Theo quy chế phối hợp, vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tới phòng khám tại thành phố Vũng Tàu, tổ chức khám bệnh, tư vấn, theo dõi khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, thân nhân cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh và nhân dân địa phương. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, góp phần phục vụ tốt hơn việc nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và nhân dân địa phương. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.